Lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi thăm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị gần 400 hectare thuộc về phía nam của thành phố, gọi là khu Nam Sài Gòn. Ở đây thì có rất nhiều loại sản phẩm đang chào bán, gồm nhà phố, shop house, biệt thự và rất là nhiều căn hộ cao cấp. Thì một cái sản phẩm mà Phước Sửu giới thiệu với mọi người là một cái biệt thự rất là đẹp tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng này. Mình sẽ review, đánh giá xem cái sản phẩm này là có phải là cái sản phẩm hot để gọi là quý anh chị gọi là đặt tiền xuống mua hay không nhé. Rồi, mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tham khảo cái sản phẩm này nhé. Rồi, xin mời. Trong video ngày hôm nay thì Phước Sửu sẽ đưa mọi người đến khu dân cư Nam Thiên, thuộc hẻm số 33 của Phạm Thái Bường. Thì tại đây có một căn biệt thự mà Phước Sửu đang giới thiệu đến quý anh chị, đó là diện tích 8x18, một diện tích gọi là khá đẹp phải không quý anh chị. Và ở đây thì căn nhà này có mặt tiền phía sau luôn, và phía sau là công viên nên nó rất là thoáng mát, nhiều cây xanh nè, thích hợp cho gia đình có con trẻ hoặc là người già, hoặc là gia đình thích là tập thể dục, dạo bộ và gọi là tận hưởng những cái không khí cực kỳ hấp dẫn tại gọi là mát mẻ tại Phú Mỹ Hưng. Căn nhà khu Nam Thiên 1 này với diện tích 8x18 và được thiết kế là gồm là một hầm nè, một trệt, hai lầu và áp mái. Và ở đây thì căn nhà này như mọi người nhìn thấy thì có một cái nội thất cực kỳ cao cấp luôn. Ở đây thì khi mà quý anh chị mua vào căn nhà này thì quý anh chị có thể là xách vali vào là ở thôi, bởi vì nội thất còn rất là đẹp, nhà thì thiết kế sang trọng, được gọi là tu sửa, chỉnh sửa và gần đây nhất nên là hiện trạng còn rất là mới luôn. Có một cái hầm để xe hơi khá rộng rãi, quý anh chị có thể là để được 2 đến 3 chiếc xe hơi ha. Rồi ở đây thì phía trước đường thì khá rộng rãi rồi, mình có thể để thêm xe hơi nếu mà nhà có 2 đến 3 chiếc xe hơi. Chủ nhà ở đây thì trồng cũng nhiều cây xanh như cây lộc vừng nè, rồi trên sân thượng và trên những cái lan can á thì trồng khá nhiều cây xanh, nên là mình có thể là về có thể là chăm sóc trở thành chỉnh chu hơn cho căn nhà của mình. Xung quanh của cái căn biệt thự này thì đã xây dựng gần như là 100% rồi, không có đất trống, khu dân cư gọi là khá yên tĩnh luôn. Ở đây là toàn là gọi là trí thức và những cái người gọi là quan chức cấp cao ở trong cái khu này, nên là hiện tại là rất yên tĩnh, mát mẻ. Căn nhà pháp lý đầy đủ luôn, hỗ trợ vay ngân hàng đến 70-75%. Rồi bây giờ mọi người cùng theo chân Phước Sửu sẽ dạo qua một vài cái tiện ích của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Nói đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gọi là không có đường hẻm, là một khu đô thị có những tiện ích là bậc nhất tại Việt Nam luôn. Một khu dân cư không bị ngập nước, an ninh bảo vệ siết chặt 24/24. Có những cái dịp là mọi người thấy tại Phú Mỹ Hưng những cái cảnh vay bắt cướp hay là những cái trường hợp gọi là cướp xe hay là những cái tài sản tại Phú Mỹ Hưng, thì bảo vệ Phú Mỹ Hưng ở đây họ làm một cách chuyên nghiệp, bài bản, họ đã những thuận tiện khác, họ là thuần thục những cái con đường tại Phú Mỹ Hưng rồi, nên cái cảnh là vay bắt cướp nè, rồi là bảo vệ những cái tài sản của cư dân tại Phú Mỹ Hưng một cách toàn vẹn. Ở đây thì quý anh chị sử dụng tất cả những tiện ích bậc nhất tại Phú Mỹ Hưng như là nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện. Và đặc biệt ở Phú Mỹ Hưng có một cái gọi là đội ngũ chăm sóc sức khỏe toàn diện, có một cái môi trường không khí khá tốt để cho quý anh chị chọn nơi đây là một cái nơi mua sắm, ăn uống, giải trí và một nơi đáng đi để trở về sau những giờ làm việc. Căn nhà quá đẹp không? Nhưng mà gia chủ đang kẹt tiền nên cần bán gấp quý anh chị ạ. Quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn biệt thự này, inbox cho đội ngũ bất động sản tiềm năng. Chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm tại Phú Mỹ Hưng đang chào bán. Quý anh chị hãy
vào trang web của công ty hoặc inbox ngay cho Phước Sửu để tìm ra cho mình một cái sản phẩm hợp lý nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.